Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều 24 tháng 9, Công an xã Đắc Duy Răng, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu hộ một người dân bị mắc kẹt trên sông Ayun, đoạn tiếp giáp xã Đắc Duy Răng và xã Lơ Pang, huyện Mang Giang. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về một trường hợp bị nước cuốn tại cầu Lơ Pang, sông Ayun. Lực lượng công an xã Đắc Giang tới hiện trường, phát hiện anh Phan Minh Thắng, sinh năm 2004, trú tại Hà Long 1, xã Ca Đăng, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, đang mắc kẹt giữa dòng sông chảy xiết. Sau đó, lực lượng của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 cùng công an huyện Mang Giang, công an xã Đắc Giang phối hợp để tổ chức cứu hộ khoảng 14 giờ 55 phút, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Anh Thắng cho biết mình đã bị mắc kẹt tại đây từ ngày 16 tháng 9. Khu vực này hẻo lánh nên suốt nhiều ngày không có ai phát hiện. Trong thời gian này, anh đã bám được vào những bụi cây ở giữa sông. Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế xã Đắc Dương để kiểm tra tình trạng sức khỏe và điều trị các tổn thương. Sáng 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa thông tin, trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở nhiều xã gồm Thọ Thanh, Xuân Cao, Xuân Dương, Ngọc Phụng, Luận Thành. Sau mưa lớn nhiều ngày cộng với xả lũ hồ cửa đạt. Mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 khiến nhiều đập tràn, cầu trên địa bàn bị hư hỏng, ngập lụt, chia cắt. Toàn huyện Thường Xuân có 273 hộ dân với 1.057 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Sáng 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân tiếp tục chủ động di dân. Đáng chú ý, mưa lũ phức tạp đã khiến sập cầu Bến Nhạ qua xã Tân Thành và một phần đổ sập xuống dòng sông Đàn trong đêm 22 tháng 9. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, cầu Bến Nhạ bắc qua sông Đàn nối hai thôn Thành Lãng và Thành Lợi. Để đảm bảo cho người dân lưu thông, ngày 23 tháng 9, lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời vị trí cầu bị trôi để người dân lưu thông. Trường phóng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Xuân, ông Lê Hoàng Cường cho hay, hồ cửa đạt vẫn tiếp tục xả lũ với lượng nước 2.400 m3 một giây. Mực nước trên sông Chu đạt mức báo động 3, 22 m ở Thượng Lưu và 18 m ở Hạ Lưu. Theo ông Cường, trước tình hình mưa lũ trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng đang tập trung lực lượng túc trực 24 trên 24 giờ tại các đập tràn, khu vực sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ông Cường cũng khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc phòng chống lũ, tránh sự vụ đáng tiếc xảy ra. Ngày 23 tháng 9, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thông tin vỡ đê nước ngập sâu được đăng tải trên mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật. Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin cùng hình ảnh phản ánh tuyến đê qua xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ, nước ngập sâu. Theo ông Hoàng, nơi bị ngập là đường bao ở ngoài đồng, vùng ngoại đê, mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao, thường tràn qua. Ông Hoàng cho biết Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Lèn vượt mức báo động 2 khiến nhiều hộ dân ven đê thuộc các xã Thuần Lộc, Phong Lộc, Quang Lộc bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán hơn 100 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong những ngày gần đây, mưa lũ diễn biến phức tạp đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương của Thanh Hóa, đặc biệt là tại huyện Mường Lát, khiến nhiều học sinh và người dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Sáng 23 tháng 9, hàng trăm người dân hiếu kỳ tìm mọi cách tiếp cận cửa xả đập tràn, chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của hồ thủy điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xả lũ. Nước từ hồ thủy điện lớn nhất miền Nam mang theo phù sa dội ra từ cửa xả đập tràn. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm chui qua hàng rào bảo vệ của thủy điện, tận mắt chứng kiến cảnh xả lũ lần đầu trong năm 2024. Một số người dân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tranh thủ chụp ảnh check-in thậm chí có người phát trực tiếp khoảnh khắc đặc biệt này để bạn bè, người thân cùng chứng kiến. Người dân tranh thủ mang lưới, cần câu để săn cá trôi bên bờ, bất chấp nguy hiểm trơn trượt. Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào sáng 23 tháng 9 đạt hơn 60,7 mét. Do đó, đơn vị đã thực hiện điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng dưới 150 mét khối một giây, qua tua bin phát điện là 850 mét khối một giây, tổng cộng khoảng 1.000 mét khối một giây sẽ đổ xuống vùng hạ du. Ảnh hưởng của việc xả lũ, các vùng thấp ven sông nhiều địa phương tại Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Người dân, ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó nước dâng cao, hạn chế thiệt hại. Nhận định về ảnh hưởng của hiện tượng La Nina từ nay đến hết năm 2024, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính. Dự báo, thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất từ 60% đến 70%. Sau đó, hiện tượng Enso duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65% đến 75%. Như vậy, càng về cuối năm, xác suất xuất hiện La Nina lại càng lớn. Hiện tượng La Nina sẽ gây nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 tháng tới, mưa cao hơn từ 5% đến 20% cùng thời kỳ. Tháng 12, Tây Nguyên mưa từ 30 mm đến 50 mm. Riêng một số nơi ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa từ 50 mm đến 80 mm, cao hơn trung bình từ 10 cm đến 30 cm. Dự báo từ nay đến hết năm 2024, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, số bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ, khu vực phía Nam. Đồng thời, cần đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Dự báo, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, tức là từ 4 đến 5 cơn trên biển Đông và từ 2 đến 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định cần đề phòng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên biển Đông. Tối 23 tháng 9, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đang phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông vừa được phát hiện trên ban công bệnh viện. Khoảng 15 giờ chiều 23 tháng 9, người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy trên ban công khu A của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Vị trí thi thể nằm gần khoa hồi sức tích cực, chống độc và các phòng làm việc của y bác sĩ. Phía dưới ban công là nơi có hàng trăm người bệnh, người nhà bệnh nhân qua lại mỗi ngày. Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều lực lượng phối hợp khám nghiệm hiện trường. Công an phải huy động xe thang để tiếp cận. Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Hát, 54 tuổi, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Hát được đưa vào điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Ngày 18 tháng 9, bệnh nhân này bỏ đi khỏi phòng bệnh. Người nhà đã tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả và đến nay thì phát hiện sự việc. Hiện công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ông Hát.